Hello anh em. Video này được quay lại từ Galaxy S23 Ultra. Mình quay 8K 30 frame. Tuy nhiên là anh em chắc không xem được 8K đâu. Cho nó vui thôi. Đây là con phím mình mua đầu tiên năm âm lịch 2023. Mình mua một con cũng thuộc dạng hơi đặc biệt một tí. Cái con này nó là Tiger. Bản maker là Someone Ice. Thì theo như mình được biết là cái con này là cái con mà làm theo kiểu dạng private group buy. Chỉ làm vui vẻ bán cho bạn bè, thấy bảo cũng có khoảng 15-20 con gì đó trên toàn thế giới. Nên là giá của nó cũng ghê gớm. Mà chả hiểu sao mình mua được con này giá nó còn rẻ hơn cái giá group buy. Mẹ ơi kiểu gì, nhưng mà thôi kệ đấy, kệ đi. Nôm na thì đây sẽ là một con khá đặc biệt, mình mua mới luôn. Vì cái con đầu tiên 2023 mình muốn mua thì nó mới một tí và nó có màu đỏ TKL với KKL các thứ. Tuy nhiên thì mình phải nói thật lòng luôn là với những con phím giá trị như này nhưng mà packing như này hơi chán, bung bét các thứ ra hết rồi. Đấy, nhắn tin cho bác bán phím cho mình á thì kêu giá hàng tiết kiệm rạch ra. Thế lời khuyên là anh em có bán hàng gửi đi xa như thế này thì phải có bát, cái bát á, tức là cái túi mà đựng á, mình thì có mua thêm cái đó. Túi của Jean thì ấy, thêm 500.000, tổng con phím này mình mua là 12,5 triệu. Và mình cũng mong là nó không có bất cứ một cái vấn đề gì xảy ra với con phím của mình cả. Chứ bây giờ mà có biến gì thì chắc năm này khỏi mua phím quá. Thôi, đầu xuôi đuôi lọt đi. Ok, đầu tư thêm mấy lít, mua thêm cái bác. Ôi, đóng gói như này là chê các bạn. Này mà không có cái bác này thì cũng vỡ mồm. Ok. À. Ok. Xốp thôi. Cũng rất may là mấy cái bác này của Jean đấy thì nó cũng là những cái bác mà cho chất lượng chống sốc các thứ khá là tốt. Nên là mong là nó cũng sẽ không sao. Rồi, quay gần lại đây nào, quay gần lại đây. A chà. A chà. Anh chà, bác ấy tặng thêm cho mình cái khăn. Đấy, có khăn này với cả có lớp sốc như này, chống sốc như này. Mong là ok. Và mình cũng mong là nó không có bất cứ một cái biến gì cả. Những góc. Không sao cả. Sơ sắc, ok. Rồi, thì cái con phím này, đúng là hàng để một thời gian rồi. Tạ đồng này có mấy cái vết nó hơi oxy hóa nhẹ nhẹ chút xíu, không sao. Miễn sao nó vẫn còn mới, ăn new chill build là được rồi. Uầy. Các bạn nhìn này. Vuông này. Nó lại đúng gu luôn. Về kép KL các thứ, blade nhôm full đỏ hết các thứ. Nó lại đúng gu tiếp luôn. Cứ phải gọi là ổn cơ mờ áp. Tai si bên phải, ok. Nói chung là cái thiết kế thì nó là size top and bottom mịn lại với nhau, tuy nhiên thì à không, cũng không đến nỗi lệch màu đâu. Nó cũng hơi lệch một tí. Kệ đi. Phím nó như vậy thì mình cũng chỉ biết nó là như vậy thôi. Ok, hiểu lý do vì sao mà nó hơi flop rồi đấy. Rồi, thì con này phụ kiện bên trong bác có tặng mình khá là nhiều thứ. Ví dụ như là hai cái nút artisan của Jean bác tặng thêm luôn. Thấy bảo mình là khách đầu tiên mua ở năm 2023 âm lịch này nên bác ấy tặng thêm. Tuy nhiên đây là nút nhựa thôi. Đấy, một cái màu đen, một cái màu trắng. Chứ nút kim loại mà tặng thì có một lỗ vốn. Đấy, một nút màu đen, một nút màu trắng này, các bạn thấy không? Cũng đẹp, cũng cưng. Đấy, bác ấy tặng thêm cho mình cái khăn này. Và cái con này thì sticker nữa, cái đấy mình không thích lắm. Và con này thì sẽ sử dụng cái mạch của Hinay. Miễn sao là cái mạch nào có cái cổng USB-C ở bên phải này là sẽ dùng được. Con này thì nó sẽ là F13 nhé các bạn nhé. F13 WKL khá là ok. Rồi, mình cũng không rõ nó như thế nào nhưng mà con này hình như là có build được top mount. Ok, top mount được rồi, mình sẽ chơi top mount. Chứ O-ring mình build fail lắm các bạn ạ. Không chơi O-ring được, nên thôi mình sẽ chơi với top mount. Rồi,
Con này thì mình sẽ distribute sớm thôi. Hẹn gặp lại anh em trong thời gian sắp tới nhá. Bây giờ thì bye. Nói chung là đầu xuôi đuôi lọt rồi. Con phí vẫn cứ là ưng ý, vẫn cứ là ok là mừng rồi. À quên, nếu mà nói một cách kỹ hơn thì phải sâu thêm cho các bạn một chút xíu này này. Thấy logo ở trong không? Đấy. Thấy cái tên bác Maker ở trong không? Đấy. Rồi quả tạ đồng này nữa này. Đó full luôn. Cũng ghê gớm. Thật ra đây là một cái con phím mà cá nhân mình đánh giá là nhìn từ cái thiết kế và hình render của nó mình đã thấy nó khá là classic rồi. Và các bạn cũng biết là mình thì thường hay thích mấy cái classic kiểu như vậy. Và màu đỏ là mình sẽ cố gắng có rất nhiều phím màu đỏ như thế này. Đấy. Như thế này. Ui giời. Như thế này được, cái này nặng quá. Đó. Các bạn thấy sao? Thôi, bye bye anh em thật đây.